Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và tôi là Thanh Lương. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị hãy cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Thời tiết trên biển, chuyển xấu, khi biển Đông chuẩn bị đón bão số 4. Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão số 3 nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, cấp phát thuốc thiết yếu cho người dân vùng thiên tai. Những vết thương, dấu bầm hàn trên da các em rồi sẽ lành nhưng sự tổn thương về tinh thần chẳng có vụ bạo hành là điều khó có thể bù đắp. Mưa lớn gây lũ quét đã làm sập các bức tường của nhà tù ở Maiduguri, phía đông bắc Nigeria, tạo cơ hội cho 281 phạm nhân trốn thoát. Vâng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Sau khi trở thành bão số 4 trong năm 2024 thì cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và sẽ hướng thẳng về quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Vâng, à, trước diễn biến của thiên tai và những thiệt hại nghiêm trọng do so bão số 3 vẫn chưa thể khắc phục hết, Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành, chủ tịch UBND các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có các giải pháp ứng phó từ sớm. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Hồi 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông cho đến 10 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam và mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trong năm nay. Bão có cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10, mỗi giờ đi được 20 km. Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 4 có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và hướng thẳng vào quần đảo Hoàng Sa để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm Thưa quý vị, giữa những mất mát đau thương vì bão lũ, chuyện một số người bất ngờ trở về sau nhiều ngày mất liên lạc được ví như kỳ tích. Sự trở về của họ khiến những người đang trông ngóng ở nhà cảm thấy vỡ òa. À? Vâng, mới đây nhất thì đoạn video clip ghi lại cảnh người chồng trở về trong vòng tay chào đón của vợ con ở Lào Cai được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi và hết sức xúc động. Khoảnh, khoảnh khắc người chồng bước đến hiên nhà khi người vợ đang bế con chạy ra ôm lấy chồng và hòa khóc nước nở, khiến cho nhiều người xem cảm thấy vô cùng nghẹn ngào. Đoạn video clip đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được nhiều ý kiến bình luận quan tâm sau vài ngày đăng tải. Đây có thể nói là khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời của những người trong cuộc, nhất là trong bối cảnh đau thương do mưa lũ ở nhiều địa phương. Chia sẻ của chị Đinh Thị Linh là người vợ trong đoạn video clip khi đang bồng con. Chồng của chị là Hoàng Đức Nghĩa, nhân viên giao hàng ở khu vực Y Tý Lào Cai chiều ngày 7 tháng 9 dù trời mưa bão thì Nghĩa vẫn đi giao hàng như bình thường. Thời tiết bất lợi, nhiều đoạn đường bị vùi lấp vì sạt lở đất, được Nghĩa thông báo với vợ con phải ở lại bản y tí. Đến chiều ngày 8 tháng 9, Linh đã hoàn toàn mất liên lạc với chồng. Lo lắng cho vợ con, bất chấp quãng đường bị sạt lở, thì anh đã chọn cách băng rừng men theo bờ suối và đi bộ 40 km để đoàn tụ về nhà. Thưa quý vị, một kinh nghiệm từ trước đến nay thì cho thấy dịch bệnh truyền nhiễm thường đi liền sau mưa bão, lũ lụt, nhất là sau các đợt mưa lũ lịch sử. Vâng, ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi bão Yagi đi qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, đặc biệt cấp phát thuốc thiết yếu phòng bệnh sau mưa lũ. Với những dịch bệnh có thể bùng phát sau bão lũ, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương, lực lượng y tế sự phòng cấp phát thuốc thiết yếu như thuốc nhỏ mắt, phòng đau mắt đỏ, thuốc tiêu chảy, phòng bệnh đường tiêu hóa, sát trùng băng bông cá nhân, sử dụng khi người dân bị thương, thuốc hạ sốt. Đây là những loại thuốc cần thiết giúp người dân có thể tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là ở các địa phương đang bị cô lập do bão lũ. Hiện nay các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại rất nặng nề, nguồn ngân sách cũng hạn hẹp vì vậy rất cần sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp để cấp phát thuốc thiết yếu cho người dân. Các nhóm thuốc cần thiết bao gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc trị tiêu chảy, thuốc trị bệnh ngoài da như kem chống ngứa. Còn liên quan tới tình hình sức khỏe của cháu bé 11 tuổi trong vụ lũ quét tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hiện đang điều trị tại Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Các bác sĩ thì cho biết là vấn đề viêm phổi của bệnh nhi rất trầm trọng do bị ứ nước và đã hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét vừa qua. Báo cáo ca bệnh tại cuộc hội trần mới đây, bác sĩ Nguyễn Công Khắc, trung tâm y khoa cho biết, sau 4 ngày được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, hiện tình trạng phù nề và rối loạn đông máu của bệnh nhi đã thuyên giảm. Bệnh nhi vẫn được an thần thở máy, đồng từ phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề nghiêm trọng đó là phổi của bệnh nhi do ứ nước hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Và suốt 4 ngày rửa phổi, dịch vẫn ra đục ngầu những thứ bùn cát. Đến ngày 15 tháng 9, nội soi phế quản của bé thì có chảy máu và rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi. Sau khi nghe ý kiến hội trần của các chuyên ngành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo nội soi tiêu hóa tại giường cho bệnh nhi lấy dịch tìm vi khuẩn, tìm nấm. Bên cạnh đó, chiến lược điều trị về thuốc, dinh dưỡng cũng cần được tính toán làm sao để có phác đồ điều trị tốt nhất. Đặc biệt các bác sĩ vẫn tiếp tục rửa phổi cho bệnh nhi này, đẩy dị vật bùn cát ra khỏi cơ quan. Càng để lâu thì dị vật sẽ càng ăn vào phổi và sẽ không xử lý được, gây ra hàng loạt những phản ứng trầm trọng như là gây hoại tử hoặc là viêm. Bên cạnh đó thì phương án phục hồi ở chức năng hỗ trợ vỗ dung lắc thì cũng được tính toán. Biến chứng A và D. Vâng và ngoài chăm sóc bệnh nhi, bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ cả bố mẹ cháu ở về điều kiện ăn ở. Và lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định sẽ tập trung mọi nguồn lực và vật lực tối ưu nhất để cứu chữa, điều trị cho cháu bé này. Đây là sự đóng góp thiết thực giảm đi một phần đau thương mất mát cho người dân vùng lũ. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 9, trung tâm hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC huy động gần 2.000 điều dưỡng, bác sĩ và nhân viên y tế cùng toàn bộ hệ thống. Hệ thống kho lạnh, xe lạnh vận chuyển vaccine chuyên dụng nhằm nhanh chóng tiêm vaccine miễn phí cho trẻ em, chú trọng tiêm chủng an toàn, hiệu quả cao. Vâng, và chỉ trong vòng 2 tuần đầu của tháng 9, VNVC đã tiêm hơn 30.000 mũi vaccine sởi cho trẻ em và trở thành đơn vị chủ lực cùng với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch triển khai tiêm vaccine sởi miễn phí. 7 giờ sáng, anh Nguyễn Trung Trí đã đưa bé 13 tháng tuổi đến tiêm nhắc vaccine sởi. Cách đây một tháng, bé đã được tiêm mũi sởi quay bị rubella. Được báo đến lịch tiêm nhắc, dù là ngày thứ hai đầu tuần, nhưng anh vẫn sắp xếp công việc đưa bé tiêm nhắc đúng lịch để kịp thời phòng bệnh. Vì uh, thành phố là mình đang có dịch sởi, nên là mình phải cho con tới để tiêm liền để cho nó sức khỏe. Uh, thứ nhất là đề phòng cho con mình, còn thứ hai là để tránh mình lây lan cộng đồng. Theo lịch hẹn, bà Đỗ Thị Mai đưa cháu đến tiêm phòng thủy đậu. Qua thăm khám lâm sàng và kiểm tra lịch sử tiêm chủng, bác sĩ chỉ định bên cạnh việc tiêm vaccine thủy đậu, cháu bà Mai được tiêm thêm một mũi vaccine sởi tăng cường miễn phí vì chưa rõ lịch sử tiêm phòng sởi. Trước thì mẹ cháu có tiêm cho cháu mũi sởi rồi, nhưng mà không có biết tháng hay là ngày nào hết. Nên giờ bác sĩ đang có chương trình có dịch, đang dịch trong thành phố nè cái bác sĩ có chỉ định lại là bây giờ chích lại mũi sởi với kinh nghiệm tiêm chủng vaccine nhiều năm của hệ thống tiêm chủng vaccine uy tín hàng đầu vnvc là đơn vị chủ lực đồng hành cùng sở y tế Chí Minh tham gia chiến dịch tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi hệ thống kho lạnh dây chuyển lạnh xe lạnh vận chuyển vaccine chuyên nghiệp và gần 2.000 bác sĩ điều dưỡng nhân viên của 39 trung tâm vnvc tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch và đặc biệt chú trọng đảm bảo tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao phòng bệnh sởi bên cạnh đạt chỉ tiêu về độ phủ vaccine. Hiện nay với lực lượng bác sĩ của chúng tôi tham gia trong cái chiến dịch này khoảng 2.000 người, khoảng 2 người và tất cả các trung tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và đón nhận các khách hàng từ các trung tâm, từ các quận huyện, từ các phường xã, từ các trường học, những cái đối tượng từ 1 đến 10 tuổi khi đến trung tâm tiêm chủng của VNVC đều được tiêm theo đúng kế hoạch như thành phố, sở y tế thành phố đã triển khai. Chỉ tính từ đầu tháng 9 đến nay, các trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm chủng hơn 30.000 liều vaccine sởi các loại, tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước. Với sự tham gia vào chiến dịch tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ em lần này, VNVC sẽ tiếp tục góp phần kịp thời bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn trên địa bàn thành phố, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine nhưng vẫn đảm bảo tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao trong phòng bệnh sởi. Mới đây, mưa lớn gây lũ quét đã làm sập các bức tường của nhà tù Maiduguri, đông bắc của Nigeria, tạo cơ hội cho 281 phạm nhân trốn thoát. Giới chức quản lý nhà tù cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các hoạt động truy bắt các phạm nhân tẩu thoát. Cho đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ 7 tù nhân trong số này. Các quan chức trại giam đã tra ra phần lớn danh tính của những tù nhân vượt ngục, bao gồm thông tin sinh chắc học và công bố rộng rãi đến công chúng. Từ đầu tuần trước, Maduguri, thủ phủ của bang Pono đã phải hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Lượng mưa lớn đã khiến một con đập bị vỡ, tàn phá một vườn thú thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời cuốn trôi các động vật nguy hiểm như là cá sấu và rắn vào các khu dân cư. Theo cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Nigeria, mưa lũ đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 1 triệu người và buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Tuổi già nhưng có lẽ trái tim không già và tình yêu tuổi già có thể không nồng cháy như là tuổi trẻ nhưng lại đong đầy tình thương, những sự cảm thông và cả sự thấu hiểu nữa. Không có gì đáng quý hơn việc một người sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường. Và mới đây thì một người vợ 94 tuổi đã nắm lấy tay chồng tâm sự và nói yêu ông, yêu anh trước lúc ông qua đời vì sức yếu. Sau 81 năm họ sống hạnh phúc bên nhau. Đoạn video được đăng tải bởi một người có tên là Angela sống tại Mỹ. Angela cho biết đây là khoảnh khắc cuối cùng ông bà cô tâm sự cùng nhau, bên nhau từ năm 13 tuổi. Ông bà của Angela đã có 81 năm tươi đẹp. Và giờ đây thì cả hai đều đã 94 tuổi. Bà của cô phải vật lộn với chứng mất trí nhớ nghiêm trọng, hiếm khi tỉnh táo. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi, bà đã nhận ra người chồng khi đến thăm ông và bà đã nói lời tạm biệt cuối cùng. Ngay ngày hôm sau thì ông của cô đã ra đi thanh thản và ông đã gọi bà ưu yếm rằng anh có nghe thấy uh, wow. em có nghe thấy anh nói không hoặc là những câu uh, anh yêu em và những lời nói này thì vô cùng xúc động trên mạng xã hội yeah. Còn bây giờ là thời lượng của tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những gần đây thì tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình hay một gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Cụ thể điển hình nhất mới đây là vụ việc xảy ra tại mái ấm hoa hồng Thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận hết sức bức xúc và bàng hoàng. Có thể nói những vết thương, những dấu bầm hằn ở trên dao của các em rồi sẽ lành, nhưng có lẽ sự tổn thương về tinh thần, cảm xúc là điều khó có thể bù đắp. Thế nhưng bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra và đang ở mức báo động. Cùng đam luận về chủ đề này hôm nay đã chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Trọng An là nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em bộ lao động thương bình và xã hội xin được trân trọng cảm ơn ông đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa ông như đã đề cập ở trên vụ việc xảy ra tại bảo mẫu tại mầm ấm hoa hồng ở thành phố hồ chí minh bạo hành trẻ em vừa qua thông qua những đoạn clip những hành động khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ và bất bình vậy thì ông có thể đánh giá cái hành vi vi phạm cái chuẩn mực đạo đức này của hoàng mẫu không? vâng đúng là những cái hành động những cái hành vi này thì vô cùng tàn bạo có nhiều người còn không dám xem khi xem đến ai cũng cảm thấy đau đớn thương xót và nói về cái chuẩn mực đạo đức ấy, thì khi mà uh, đã đánh trẻ con như thế này thì không có cái chuẩn mực nào cả mà chúng ta đúng. phải đưa vào cái danh mục gọi là danh mục tội phạm vì là đây đánh như cha tấn trẻ em quăng quật như đồ vật như thế thì không thể chấp nhận được vậy thì uh, theo uh, uh, chuyên gia thì nguyên nhân nào khiến các cái vụ bạo hành trẻ em liên tục diễn ra như vậy? Vâng, uh, bạo hành trẻ em thì đúng là ngày một gia tăng. Nó không chỉ xảy ra trong cộng đồng, nó xảy ra trong cả gia đình, trong nhà trường và ở đây thì là các cái gọi là mái ấm tình thương. Rồi rất nhiều các cái chỗ chăm sóc trẻ, rõ ràng là các chỗ chăm sóc trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, các thứ thì nó có một cái sức ép để chăm sóc nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái việc bạo hành ở đây là quan trọng nhất vẫn là con người vì con người mới là gốc nếu một con người mà có tình cảm có tình thương yêu thương con trẻ thì dù có bị áp lực mà chăm sóc trẻ mồ côi trẻ khuyết tật thì người ta vẫn có những tình cảm ta chăm sóc được thì đầu tiên là con người thiếu giáo dục và những cái con người mà thiếu cái tình người đó thì thường lại xuất phát xuất thân từ những gia đình là giáo dục bằng bạo lực không phải là giáo dục bằng tình thương. Ừ. Cái thứ hai nữa ở đây chúng ta thấy một cái nguyên nhân nữa là cái sự nhen nhóm của sự tham lam bị lôi kéo bởi đồng bởi đồng tiền. Cho nên có thể mới đầu những bảo mẫu này là cũng tốt như sau chúng ta thấy là bây giờ đã biến chất vì những sự lôi kéo và có những hành động tàn độc với trẻ em vì là có những cái lợi nhuận từ những cái món quà từ thiện từ những đồng tiền mà có thể đánh đập trẻ em như thế này. Vậy thì rõ ràng với những hành động mà hết sức là tàn ác như vậy Thì có thể để lại những hậu quả như thế nào đối với trẻ em Đúng là một cái hành động rất là tàn ác Đánh trẻ em quăng quật như thế như một đồ vật mà không có một tình thương gì cả Như vừa rồi chúng ta vừa nói Đó là những cái vết tím, vết gọi là sẹo bầm tím chảy máu trên cơ thể Có thể chữa khỏi Nhưng mà nó để lại một nỗi sợ hãi, một nỗi ám ảnh về tinh thần và em bé bị những cái sang chấn về tâm lý và có những em bé thì bị tổn thương về thần kinh vì chúng ta còn thấy là còn rỗng cả đầu xuống đất vì đầu em bé cái sọ não rất là mềm cho nên có thể bị dập não và sau này nó có những vết sẹo như thế lớn lên có thể bị đồng kinh còn nhìn chung là những cái ám ảnh về tâm thần thì nó đeo đẳng suốt cuộc đời và có thể em bé sau này có những em bị trầm cảm dẫn đến tự thương, tự tử và nhiều cái hành động vi phạm gọi gây rối loạn xã hội khác vâng ạ. vậy thì các vụ việc bạo hành thì chủ yếu cũng được phát hiện đó là bạo hành về về mặt thể chất chiếm tỷ lệ khá là cao à, ta có thể nói là hành hung hoặc là các cái uh, hành động nhiều những nhiều vụ việc trẻ em mà bị uh, bạo hành bị đánh đập ngay tại cơ sở mầm non uh, hoặc là ngay tại chính gia đình mình vậy thì đây có thể nói là nhiều khi uh, khai báo thì là câu chuyện là lỡ tay thói quen hay là nhận thức sai lầm của những người đã chót À, chọn nhầm nghề, nhầm việc, thưa ông. Tôi thì tôi thấy rằng là khi mà những cái mái ấm tình thương, những cái nơi mà chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật ý, đều là những người có tâm huyết mới xin vào. Đấy, những người có tình cảm xin vào thì thường Được. là những mái ấm tình thương, những cái nơi chăm sóc trẻ khuyết tật thì không hay là ít xảy ra những vụ bảo hành. Còn những cái cơ sở từ thiện thì Được. nó khác hẳn. Cơ sở từ thiện là có những người vì bản chất gốc nó là con người thế khi có người mới đầu xin vào hay là người ta xin vào đấy với tình yêu thương nhưng có những người vì lợi nhuận vì từ thiện là có những rất nhiều vấn đề do chúng ta quản lý không được tốt mà cái máy ấm tình thương này là lại là một cơ sở được cấp giấy phép cho nên ngoài cái câu chuyện mà con người các vị bảo mẫu đó các chị bảo mẫu đó tàn bạo đi thì lại còn một nguyên nhân nữa đó là cái người cấp phép cái cơ quan cấp phép và cái, những cái cơ sở đó thiếu cái sự gọi là kiểm tra giám sát vâng vì có kiểm tra giám sát có thúc đẩy có chấn chỉnh và có gọi là nhắc nhở về tu dưỡng đạo đức thì có thể là nó không xảy ra hoặc là phát hiện sớm ngăn chặn sớm nó không xảy ra nhưng thiếu sự kiểm tra giám sát cho nên là đã thiếu sự tu dưỡng đạo đức mà thiếu kiểm tra giám sát cho nên vấn đề nó xảy ra từ cái âm thầm và bọn nó được bộc lộ nhờ các cái video của bà của thanh niên thì người dân chúng ta mới thấy được cái sự tàn bạo và những cái sự hành hạ mà em bé phải chịu đựng như vậy. Vâng, vậy thì hành vi bạo hành trẻ em thì sẽ bị xử lý ra sao và câu chuyện trách nhiệm của các bên liên quan thế nào? Để chúng ta có thể phòng ngừa được tình trạng này trong thời gian tới thưa Vâng, nói về cái hành vi xử lý, uh, xử lý những cái hành vi này mà gây tổn thương trẻ thì chúng ta hiện nay còn đang gọi là một cái lỗ hỏng lớn. Tại vì là chúng ta mới nhìn thấy đây là bạo hành về thể chất Mà trong luật hình sự cũng có những cái điều khoản Ghi là những cái bảo hành về thể chất thì bị xử lý như thế nào Mà rõ ràng những bảo mẫu kể cả cái người phụ trách ở cái máy ấm tình thương này Là phải xử lý gian đe nghiêm khắc Nhưng mà trong cái điều luật nó đề ra là những tổn thương Là hết mất bao nhiêu phần trăm sức khỏe từ 11% trở lên đó là chảy máu đó là gãy xương rồi là tím bầm rồi sát chân sát tay rồi các chấn thương về thể chất nhưng mà như vừa ra ta trao đổi cái vấn đề nó ám ảnh về tinh thần nó tổn thương về tinh thần vì sự sợ hãi rồi những cái sang chấn về tâm lý cái dối nhiễu tâm trí và sau này những vấn đề về sức khỏe tâm thần không có sách vở đong đếm đấy trong bộ luật hình sự cũng không có quy định cái thứ hai nữa kể cả các cái cơ quan y tế của Việt Nam hiện nay cũng không có đủ những cái cơ quan có những thang, những cái chuẩn mực, những thước đo tổn thương về tâm lý như thế nào thì rất khó có thể quy định tội phạm. Vì quy thành tội thì mới có xử lý, mà phải xử lý nghiêm minh những cái trường hợp như thế này. Nhưng tôi rất mong muốn là làm thế nào trong bộ luật hình sự cũng như các quy định có những các cái quy định, những cái đong đếm về tổn thương về tinh thần, mức độ sức khỏe tâm thần, tinh thần như thế nào để xử lý các cái vụ việc như thế này. Vâng rõ ràng là với các cái cơ sở mà, mà được cấp phép mà chúng ta nói về vấn đề về uh, công lập ấy, thì thường thì sẽ có cái sự giám sát rất là nghiêm ngặt tuy nhiên thì uh, các cái máy ấm tình thương hoặc là một số các cái cơ sở mà uh, sử dụng các cái vấn đề uh, liên quan đến câu chuyện về tình thương ấy, thì có lẽ là cái câu chuyện này uh, khó có thể có được một cái, cái mức độ kiểm tra giám sát vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có được mức độ kiểm tra giám sát một cách uh, liên tục để chúng ta tránh cái trường hợp bởi vì rõ ràng chúng ta biết rằng là nếu mà trẻ con của chúng ta khi đi học ở các cái trường mầm non công, mầm non tư thục chẳng hạn thì rất dễ về có thể chỉ cần một vết sức nhẹ thôi là bố mẹ có thể nhìn thấy. Nhưng mà câu chuyện ở đây thì không hẳn nó là như vậy và nó diễn ra trong một thời gian dài và rất khó để có thể có được một cái sự báo cáo giám sát. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể biết được điều này để chúng ta cân bằng thường. Rất là đúng như vậy vì như vừa rồi chúng ta trao đổi là đây là một cơ sở từ thiện cho nên nó khép kín và rất khó kiểm tra giám sát nhưng mà dù từ thiện hay công lập hay là có uh, các vấn đề nhưng đã chăm sóc trẻ em đã bảo vệ trẻ em thì đã được quy định trong luật vì là luật đã quy định 17 cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em thì đây là một cơ sở máy ấm tình thương bảo vệ chăm sóc trẻ em những trẻ mồ côi khuyết tật nuôi dưỡng như vậy tức là trách nhiệm đã được quy định rõ ràng trong văn bản luật sau đó rồi đến các cái nghị định, các quyết định bên dưới. Như vậy tức là những cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ lãnh đạo phường, rồi cán bộ lãnh đạo quận, rồi đến thành phố, đến cả cái sở lao động thông minh xã hội đó là cái nơi cấp phép đó đều có trách nhiệm phải kiểm tra giám sát. Cho nên là đây là buông lỏng kiểm tra giám sát ngay tại tổ dân phố, phường, khối phố, ấp, rồi đến cái quận đó là đã buông lỏng kiểm tra giám sát hoặc kiểm tra giám sát là không tên nơi tới tê chốn kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất và có phương pháp kiểm tra giám sát thì mới phát hiện được những sự che giấu vì đây là một cơ sở từ thiện sẽ có sự che giấu vì là đồng tiền nó lôi kéo như chúng ta trao đổi ban đầu cho nên vâng. là phải làm chắc làm tốt và làm đúng những quy định của luật cái công tác kiểm tra giám sát phát hiện sớm ngăn chặn sớm để mà chúng ta phòng ngừa chứ không phải để nó xảy ra như thế này rồi thì rất là đau xót vâng. Vậy thì với nhân dân ở trong vùng thì sao? Cái mức độ quan sát và cũng như là thông báo cũng như là có thể cùng với chính quyền để ra sức bảo vệ trẻ em ở tại những cơ sở mà có những dấu hiệu thì cũng cần được lưu tâm chứ Có đấy, vì là tổ dân phố rồi các thứ đều phải có trách nhiệm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều có trách nhiệm và phải lắng nghe tiếng nói. Chắc chắn là đêm đêm nghe tiếng đánh trẻ con, trẻ con nó khóc tét. Dù có bịt miệng chẳng nữa vẫn nghe tiếng trẻ con khóc. Rất nhiều trường hợp xảy ra các máy ấm tình thương, các cái nhóm trẻ, các nhà trẻ. Thì cái người dân để có trách nhiệm khi nghe tiếng khóc, tiếng thét thì có thông báo đến bà tổ dân phố, rồi ông ở phường, rồi ông ở quận. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng là những người được giao nhiệm vụ đã bịt hai tai, không nghe tiếng nói của người dân. Cho nên là có tiếng nói nhưng mà không đi kiểm tra. Kiểm tra đến nơi thì cái cách kiểm tra không phù hợp. Có thể tôi đấy chưa nói đến góp khuất là bị cái phong bì nó che mất và che mất miệng không dám nói. Đấy đã xảy ra rất nhiều. Và có thể nói là câu chuyện tại Mai Ấm Hoa Hồng, thành phố Hồ Chí Minh là một câu chuyện hết sức đáng tiếc. Và cũng mong rằng thông qua những tiếng nói của cộng đồng và cái việc mà hành vi bạo hành này bị xử lý nghiêm minh thì chắc chắn chúng ta sẽ nâng cao được nhận thức và quan trọng nhất trẻ em là mầm non của tương lai đất nước. Bất kể hoàn cảnh ra sao, chúng ta đều cần phải nuôi dưỡng bằng tình thương. Chỉ có như vậy khi trẻ em phát triển lên thì mới là những công dân có ích cho xã hội, chứ không phải bị ám ảnh bởi tất cả những thứ bạo hành đè nặng lên trí nhớ của các em. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Đồng Thương Bình và Xã hội đã cùng chia sẻ góc nhìn của mình về chủ đề ngày hôm nay. Và chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.